everyone, welcome to the website tiengAnh.com. This is Mui Trần, I am the English teacher of English grade 8. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đến với website tiengAnh.com. Cô là Mui Trần, là giáo viên tiếng Anh của khóa tiếng lớp 8. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Unit 12, Life on Other Planets, Lesson 5, Skill 1. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Unit 12, Lesson 5, Skill 1 nhé. Let's get started with the lesson today. Reading. This is two pictures, picture number one and picture number two, A and B. So look at the pictures and discuss the questions. Question number one, what are the names of two planets in pictures A and B? Những tên của hai hành tinh được đề cập đến trong bức tranh A và B đó là gì? Đây là hành tinh A, còn đây là hành tinh B. How do you think the pictures are different? Như vậy các em thấy được sự khác nhau của hai bức tranh này đó là gì? Ok, có thể dễ dàng nhận thấy rằng bức tranh này là bức tranh chỉ về trái đất của chúng ta đúng không nào? Và trái đất ở trong tiếng Anh sẽ là Earth. Bức tranh B, một hành tinh màu đỏ rất là nóng và hành tinh này được gọi là sao hỏa và chúng ta gọi là Mars. Và sự khác nhau giữa hai bức tranh chính là nếu như bức tranh A thì cái color của cái planet là green, màu xanh, thì bức tranh B, color của nó sẽ là red, màu đỏ, đúng không nào? Sau khi chúng ta đã quan sát hai bức tranh rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua phần đọc nhé. Ok, read the text below and check your answer. 1. Mars is called the red planet because of its reddish surface. There have been many explorations to Mars by humans since the mid-20th century. Scientists hope that we can find another planet to accommodate human life. There are major reasons why the climate on Mars is unsuitable for life. Temperatures on Mars can be as low as -87 degrees Celsius and rarely get above 0 degrees Celsius. But the bigger problem is the lack of oxygen. 95% of the atmosphere is carbon dioxide, CO2, and this is poisonous to breath. Moreover, there is no water on Mars, even though scientists have found traces of it. However, as early as the mid-19th century, scientists discovered that Mars has some similarity to Earth. A day on Mars is 24 hours, 39 minutes and 35 seconds, almost the same as a day on Earth. Mars also experiences seasons just as Earth does. However, the seasons are twice as long because a year on Mars lasts about twice as long as an Earth year. Như vậy, để hiểu rõ hơn về đoạn văn, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các từ vựng nhé. Từ vựng đầu tiên mà cô muốn giới thiệu đến các em đó là từ surface. Và từ này có nghĩa là bề mặt, surface, bề mặt. Từ tiếp theo, atmosphere, atmosphere, từ này có nghĩa là khí quyển hoặc là bầu không khí. Từ tiếp theo, oxygen, oxygen, từ này có nghĩa là khí oxy. Từ tiếp theo, experience, experience, từ này có nghĩa là trải nghiệm. Từ tiếp theo, accommodate, accommodate, từ này có nghĩa là cung cấp nơi ăn chốn ở. Từ tiếp theo, trace, từ này có nghĩa là dấu vết. Và từ cuối cùng, similarity, similarity, từ này có nghĩa là tương tự. Sau khi chúng ta đã nhận nắm được các phần từ vựng rồi, chúng ta sẽ cùng nhau xem lại bài đọc, xem ý nghĩa của bài đọc là gì nhé. Sao hỏa được gọi là hành tinh đỏ bởi vì bề mặt màu đỏ của nó. Có rất là nhiều, đã rất là nhiều người đã lên khám phá sao hỏa từ giữa thế kỷ 20. Các nhà khoa học tin rằng chúng ta có thể tìm thấy một hành tinh khác nữa để làm nơi ăn trốn ở cho loài người. Có rất là nhiều lý do chính tại sao khí hậu ở sao hỏa lại không thích hợp, unsuitable, không thích hợp cho cuộc sống của con người. Thứ nhất là nhiệt độ của sao hỏa có thể xuống rất thấp, âm 87 độ C và rất là hiếm khi đạt trên ngưỡng 0 độ C. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn nữa đó là
sự thiếu bầu khí quyển. 95% bầu khí quyển đó là khí CO2, và khí này đầu độc cái hơi thở của con người. Hơn thế nữa, không có nước ở trên sao Hỏa, mặc dù các nhà khoa học đã tìm ra dấu vết của điều này. Tuy nhiên, vào đầu giữa thế kỷ thứ 19, các nhà khoa học cũng discovered, khám phá ra rằng sao Hỏa cũng có một số similarities, điều tương tự với trái đất. Một ngày ở trên sao Hỏa là 24 giờ 39 phút và 35 giây, cũng gần giống như trái đất. Sao Hỏa cũng có các mùa giống như là trái đất vậy. Tuy nhiên, mùa ở sao Hỏa thì kéo dài hơn 2 lần, bởi vì 1 năm ở trên sao Hỏa thì dài bằng 2 năm ở dưới trái đất. Như vậy, đây là một 3 đoạn văn vô cùng thú vị, viết về thông tin về một hành tinh cũng tương tự như trái đất, và chúng ta hy vọng rằng là có thể khai phá cái hành tinh này để làm nơi ăn chốn ở mới cho loài người trên trái đất. Tuy nhiên, nó cũng có cái similarities, sự tương tự giữa Mars and Earth, và cũng có cái sự differences, cái sự khác nhau giữa sao Hỏa và trái đất, đúng không nào? Như vậy chúng ta cùng chuyển qua phần luyện tập nhé. 5 words in the text that have similar meaning to these words or phrases. Number 1, causing death or illness. Causing death or illness có nghĩa là gây ra cái chết hoặc là gây nên sự ốm đau. Và chúng ta có một từ tương tự ở trong phần đoạn văn, đó chính là poisonous, là gây độc. Tiếp theo, two times thì từ tương tự của nó xuất hiện ở trong đoạn text, đó chính là twice. Has or go through có nghĩa là đi qua hoặc vượt qua, đấy là từ trải nghiệm, experience. Mark or sign showing that something happened, đánh dấu hoặc chỉ ra cái gì đó xảy ra, thì đấy là cụm traces. The outside or top layer of something là cái vỏ ngoài hoặc là cái phần bên ngoài của một cái gì đó, thì chúng ta gọi là surface, gọi là bề mặt. Weather condition a particular place là cái điều kiện thời tiết ở một nơi đặc biệt nào đó, chúng ta gọi là climate. Và phần cuối cùng, provide a place to live, có nghĩa là cung cấp một cái nơi nào đấy để sống, chính là nơi ăn trốn ở, và tiếng Anh là accommodate. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua phần tiếp theo nhé. 3. Match the headings with the paragraph 1 to 3. There is one lecture. Như vậy, chúng ta nhiệm vụ của chúng ta sẽ là nối các heading, là các tiêu đề phù hợp với từng đoạn văn từ 1 đến 3 trong phần reading vừa rồi. Và có thể là sẽ có thêm một phần bổ sung đấy. Ok, ở đây chúng ta sẽ có đoạn văn đầu tiên. Chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng cái câu main point là cái câu ý chính của đoạn văn. Và câu ý chính của đoạn văn này sẽ là cái heading, tương ứng với heading. Heading thường nằm đầu hoặc cuối đoạn văn. Và cái đoạn văn đầu tiên chúng ta có thể nhận thấy rằng tác giả đã đưa ra quan điểm, đó là the reason why we call this planet by Mars is because of its reddish surface. Bởi vì cái bề mặt reddish, màu đỏ của nó. Như vậy dễ dàng nhận thấy rằng heading phù hợp sẽ là reason, explanation for the name of Mars, giải thích lý do cho cái tên của sao Hỏa. Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là C. Đoạn văn thứ hai, đáp án sẽ là B, reasons why we may not able to live on Mars. Cũng dễ dàng nhận thấy rằng main point của đoạn văn thứ hai nằm ở câu đầu tiên. Câu đầu tiên có chỉ ra rằng unsuitable for human beings, nó không phù hợp cho cái loài người sinh sống ở đó, và chỉ ra các tác hại, đấy là do quá lạnh, nhiệt độ xuống rất là thấp, -87°C, đưa ra các lý do. Như vậy ý chính của đoạn văn này là lý do tại sao con người không thể sống ở sao Hỏa. Và đoạn văn thứ ba dễ dàng nhận thấy được ở câu đầu tiên của đoạn văn đang, và các những câu sau đó supporting idea cho main point hay còn gọi là heading của đoạn văn thứ 3, tức là lý do tại sao chúng ta sống được ở sao Hỏa, do các điều tương tự nhau, như là về một ngày có 24 tiếng hơn một chút, đúng không nào, và các mùa ở trên sao Hỏa cũng tương tự như là ở trái đất. Như vậy chúng ta sẽ có đi với heading của đoạn văn thứ 3 chắc chắn sẽ là A, reasons why we may be able to live on Mars, lý do tại sao con người có thể sinh sống được ở sao Hỏa. Như vậy chúng ta đã kết thúc part 3 rồi, sau đây chúng ta sẽ chuyển qua phần tiếp theo nhé. Read the text again and answer the questions. Chúng ta sẽ đọc lại đoạn text một lần nữa và trả lời câu hỏi dưới đây nhé. Ở đây cô có 5 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, what is the other name for Mars? Cái tên khác của sao Hỏa đó là gì? Câu 2, what are the lowest and the highest temperature on Mars? Cái nhiệt độ cao nhất và thấp nhất ở sao Hỏa đó là gì?
Câu 3, why is it poisonous to live on Mars? Tại sao sống ở sao Hỏa lại rất là độc hại? Câu 4, which is longer, a day on Earth or a day on Mars? Ngày nào, cái nào thì sống thì dài hơn, một ngày ở trên trái đất hay là một ngày ở trên sao Hỏa? Và câu cuối cùng, how long is a year on Mars? Một năm ở trên sao Hỏa thì dài bao nhiêu? Tất cả những thông tin này đều có ở trong phần reading. Chúng ta hãy read lại đoạn text về một lần nữa và trả lời, đưa ra những cái thông tin phù hợp nhé. Sau đây cô sẽ đưa ra phần đáp án. Và hãy nhớ rằng chúng ta chỉ check đáp án khi chúng ta đã hoàn thành xong bài rồi. Thì khi check đáp án và giải nghĩa đáp án mới có ý nghĩa các em nhé. Câu đầu tiên, what is the other name for Mars? It is also called the red planet. Nó cũng được gọi là hành tinh đỏ. Câu 2, what are the lowest and highest temperature on Mars? The lowest temperature is minus 87 degrees Celsius and the highest may be a bit higher than zero. Như vậy nhiệt độ thấp nhất là 87 độ C và nhiệt độ cao nhất thì chỉ hơn 0 độ C một chút thôi. Câu 3, why is it poisonous to live on Mars? Tại sao sống ở trên sao Hỏa rất là độc? Và lý do là because 95% of the atmosphere is carbon dioxide. Như vậy, vì 95% bầu khí quyển đó là khí CO2. Which is longer, a day on Earth or a day on Mars? Of course, a day on Mars is a bit longer. And how long is a year on Mars? Một năm ở trên sao Hỏa thì kéo dài bao nhiêu? It is twice as long as a year on Earth. Nó gấp 2 lần một năm ở trên trái đất. Như vậy, bài học của chúng ta đến đây cũng hết rồi. Thank you for your attention. Và hãy nhớ là bài tập về nhà website tiengang.com nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.